Hôm nay cùng mình làm thử cái trend kẹo giả cuộn kem này nha. Thì cái kẹo này rất là nổi tiếng ở Canada luôn. Ok, mình bây giờ bắt đầu nha. Ôi là trời, đâu có biết là cái cậu con trai nhà tôi nó còn mê cái kẹo nẻo này hơn tôi nữa. Vừa mua về tôi phải giấu trong cái hộp yến luôn. Thật ra thì anh đã mở ra anh ăn mất tiêu một cây rồi, còn có 9 cây anh đòi ăn nữa cơ, mà tôi phải giấu trong này để làm video cho mấy bà coi nè. Ở đây có 10 cây nha, anh ăn còn 9 cây thôi. Sẽ có hai vị cho mọi người lựa chọn, đó là vị táo xanh hoặc là màu đỏ sẽ là vị dưa hấu. Thì cái kẹo này nó là kẹo dẻo nên mọi người kéo ra thì nó sẽ mềm mềm dẻo dẻo, nhưng mà nếu kéo mạnh á là nó sẽ rách luôn cái miếng kẹo này. Mới lướt TikTok phát hiện ra cái cách ăn rất là hay luôn. Bình thường á, nếu các bạn không muốn ăn kem á, mình cho vào tủ lạnh đông đá thì lát nữa nó sẽ đông lại cứng lại, ăn cũng giòn giòn hay hay. Đừng ai hỏi tôi là có bán kẹo dẻo này không nha, tôi chỉ bán yến xào với thực phẩm chức năng Canada thôi, mọi người có thể tham khảo trong giỏ hàng nha. Tại vì nó là kẹo dẻo nên là có thể nặn bất cứ cái hình gì mọi người muốn nha. Tôi thấy mọi người hay múc một cái viên kem xong để vào giữa cuộn giống kiểu hình bánh mochi vậy đó, nhưng mà tôi mua luôn kem cây luôn mọi người, khỏi phải nặn, nó chỉ thành cái hình chữ nhật thế này thôi. Khúc này tôi đang làm mà tôi tắt tiếng thôi nha, chứ còn cậu con trai của tôi nó khóc inh ỏi, nó đòi ăn ngay lập tức luôn. Mọi người thấy cái kẹo này là nó đòi ăn ngay lập tức luôn, làm mình làm mà mình cũng cuốn kiểu sốt ruột hết cả nha. Ảnh gào khóc rồi còn ho sụ 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 nữa chứ, tình luôn á mọi người ạ. Rồi khi mà mọi người cuốn xong á thì để chưa đầy 1 phút là bắt đầu nó đông cứng rồi, mọi người có thể thưởng thức ngay được luôn cả nhà ơi. Rồi cái này là mẹ cho Tom nha, nè của con nè, đó cầm ăn đi. Đây cả nhà ơi, nó đông cứng nhắc luôn mọi người, nó bị bể hết luôn rồi nè. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Bình thường ăn mỗi kẹo dẻo này không đã thấy ngon rồi nha, bằng chứng là mọi người thấy cái cậu con trai nhà tôi rất là mê luôn, nó ăn trong vòng một nốt nhạc là hết cái miếng kẹo này rồi đó. Nhưng mà khi cuộn với kem nó còn ngon gấp đôi luôn nha cả nhà, mọi người nên thử cái này nha.